Chúa theo Thánh Luca, chương 19, câu 41 đến câu 44. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thần, Đức Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi? Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, ngay trước 18 giờ 40 phút chiều, một đám cháy đã bùng phát trên mái nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp, gây thiệt hại rất nặng cho nhà thờ. Sự kiện nhà thờ Đức Bà Paris tạo nên một sự tiếc nuối và mất mát rất lớn cho nền văn hóa của nước Pháp và thế giới. Tin mừng hôm nay diễn tả cho chúng ta thấy tâm trạng bồi hồi xúc động của Chúa Giêsu khi nhìn thành thánh Jerusalem, một thành thánh đồ sộ và tráng lệ, một thành thánh biểu tượng cho sức sống của một dân tộc. Rồi đến một ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Thực ra, việc Chúa Giêsu khóc thương thành thánh Jerusalem không chú tâm lắm đến công trình kiến trúc vĩ đại, mà ẩn sâu về sự thiêng liêng, sống động và đích thực của đền thánh hiện diện trong lòng một dân tộc. Đó chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu mang đến sự bình an và ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, chính họ đã từ chối, đã tìm cách để triệt hạ Chúa Giêsu. Kinh nghiệm này cho chúng ta nhận ra bài học quan trọng. Chúng ta đang sống trong bối cảnh của một xã hội hiện đại, một xã hội hưởng thụ, một xã hội duy vật chất. Nhiều khi, tất cả những nhu cầu này đẩy đưa chúng ta xa rời ân sủng và sự bình an của Thiên Chúa. Chúng ta dễ dàng chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, những thú vui của tiền tài vật chất, mà quên đi giá trị thiêng liêng hiện diện nơi tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta kết hiệp mật thiết với Ngài để xây dựng nên đền thờ thiêng liêng. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta nguyện xin Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của mẹ Maria giúp chúng ta luôn biết hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa như chính mẹ đã dâng mình cho Ngài.